Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Vùng Studio. Liệu iPhone có quá đắt so sánh với giá trị thật mà nó mang lại hay là không? Cái câu này thì nó cũng giống như kiểu là ý các bạn nói là kiểu iPhone giá quá cao, quá đắt. Tuy nhiên thì cái suy nghĩ của mình thì nó hơi khác nghiêm tí. Bởi vì nếu nói thẳng ra nhé, thì iPhone với iOS nó là những thứ mang yếu tố độc quyền. Mà một khi đã là độc quyền thì rất khó để chúng ta có thể nói rằng nó sẽ so sánh thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai. Bởi vì cái giá trị của một cái iPhone á, nó không phải chỉ so sánh thông qua những thứ, ví dụ các bạn nhìn vào cái màn hình, các bạn nhìn vào cái thiết kế, hay các bạn nhìn vào đánh giá ở chất lượng của cái camera, rồi đi kèm với đó có thể là hiệu năng của pin. Giá trị mà một cái iPhone mang đến cho chúng ta nó còn có nhiều thứ khác hơn nữa. Và hôm nay thì mình sẽ muốn mang đến một cái góc nhìn mới để xem liệu nó có thay đổi suy nghĩ của các bạn đi chút nào hay là không. Hay là chúng ta nhìn sâu một chút xíu về những thứ mà iPhone mang lại thì liệu nó có phù hợp với túi tiền của chúng ta hay là cố gắng lấy nó hay là không. Bắt đầu kỹ hơn, nghe sau intro nhé. Mà nhắc về giá trị thì các bạn cứ thử nhìn vào mức giá của iPhone 15 tại Huawei đi, giá nó bao nhiêu. Hay các bạn nhìn vào những con dòng cao cấp nhất như là iPhone 15 Pro Max tại Huawei, giá nó đang là bao nhiêu. Thực sự đây đã là một cái mức giá cực kỳ tốt so sánh với mặt bằng chung các đại lý ủy quyền chính thức của Apple đang bán tại Việt Nam rồi đấy. Huawei đã lên AR rồi mà, thế nên chúng ta yên tâm về tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng sản phẩm này, mức giá của sản phẩm này, hậu mãi về sau này, thậm chí là những chương trình thu cũ đổi mới thì cũng sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Điều đặc biệt là các bạn đang là học sinh sinh viên thì chúng ta còn có các chương trình back to school nữa. Kèo này đang thơm, nên là đừng bỏ lỡ nha. Yếu tố đầu tiên ấy, chắc chắn iPhone nó mang đến cho chúng ta ngoài những cái yếu tố rất ngon về mặt trải nghiệm sử dụng ở một cái smartphone. Ví dụ như là về màn hình này, ví dụ như về hiệu năng này, về camera này, về iOS thì những thứ đó mình nói quá nhiều rồi. Thì nó còn mang đến một cái yếu tố khác nữa, đấy là cái hệ sinh thái Apple Ecosystem. Mình cũng đã nói rất nhiều về cái vấn đề này rồi, tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ hệ thống lại để các bạn có thể thấy. iPhone nó là một trong những cái thiết bị trong hệ sinh thái của Apple. Apple chúng ta còn có MacBook là những cái thiết bị chạy macOS, nó đại diện cho máy tính. Chạy iPadOS là đại diện cho cái thế hệ máy tính bảng như là tablet kiểu iPad, iPad Pro, iPad Air rồi iPad Mini các thứ. Chúng ta sử dụng đồng hồ của Apple thì đó là watchOS, đấy là đồng hồ kiểu Apple Watch các thứ ấy. Chúng ta dùng tai nghe là AirPods các thứ thì AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Max. Rồi chúng ta sử dụng Apple TV là cái thiết bị, một cái bóc để gắn vào cái TV giúp chúng ta có thể stream những cái dịch vụ của Apple hay là sử dụng những tính năng thông minh gì thêm đó. Rồi chúng ta còn có cái hệ sinh thái nhà thông minh Apple HomeKit nữa. Và dành cho bạn nào chưa biết nha, thì nếu như có một cái iPhone để link tất cả những thứ còn lại vào với nhau thì nó mang đến một cái giá trị xuyên suốt để phục vụ cho công việc này, giải trí này, đồng bộ về âm thanh, về mặt dữ liệu và về mặt bảo mật một cách cực kỳ tốt. Nói thẳng luôn ra nhé, nếu như ai mà đang dùng những cái máy tính của nhà táo như là MacBook chạy macOS thì cái việc sử dụng thêm một cái iPhone nó gần như là điều bắt buộc, bởi vì nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều yếu tố liên quan đến công việc, copy chuyển qua chuyển lại, hình ảnh chuyển qua chuyển lại các thứ, mọi thứ đều rất dễ dàng và nhanh chóng. Cái workflow nó gọi là cái gì, cái cách chúng ta làm việc xuyên suốt với nhau, thì khi có một cái iPhone bên cạnh những cái thiết bị trong hệ sinh thái như thế thì rõ ràng nó là một điểm cộng rất tuyệt vời mà iPhone mới có. Rất nhiều những hãng kiểu điện thoại Android cũng đã cố gắng để làm theo cái gọi là hệ sinh thái như thế này. Thì tiệm cận nhất mới chỉ có Samsung thôi, nhưng chỉ gọi là tiệm cận thôi. Chứ để nó mà ngon được giống như Apple Ecosystem thì vẫn chưa. Nên khẳng định về cái yếu tố này, Apple dẫn đầu. Và iPhone là một mảnh ghép trong cái này. Đúng chưa? Yếu tố thứ hai, nó là giá trị về thời gian. Thời gian ở đây nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà các bạn có thể nhìn nhận ngay vào luôn. Những con iPhone đời rất cũ hiện tại vẫn còn đang được sử dụng. Và thậm chí là nếu như có hỏng hóc sửa chữa gì thì đồ đạc để mà thay thế cho nó cực kỳ dễ. Nên cái giá trị ở một cái thiết bị để chúng ta có thể tự tin sử dụng về lâu về dài, nó không nằm ở cái việc đấy là cái điện thoại đó các bạn dùng được tầm khoảng 3 năm, 4 năm. Mà nó nằm ở cái chỗ nếu như các bạn dùng chán chê cái điện thoại đó tầm khoảng 3 năm, 4 năm rồi, thừa sức các bạn vẫn có thể tân trang lại nó để bán cho người khác với một cái mức giá có thể nói là cao hơn so sánh với mặt bằng chung. Nhiều người cũng sẽ nói về cái việc đấy là ok, cái mức giá ban đầu chúng ta bỏ ra nó cao mà, thì sau này chúng ta bán lại được giá cao hơn nó chuyện bình thường. Điều đó đúng. Nhưng các bạn nhìn trong thế giới điện thoại Android thì có rất nhiều mẫu mã sản phẩm thậm chí còn đắt hơn cả một cái iPhone. Nhưng mà cái giá trị để sau cái này các bạn bán lại đương nhiên không thể nào nó bằng những con iPhone như thế này. Nó cũng giống như kiểu xe hơi, những con xe rất là đắt tiền
Đấy, thế xong cuối cùng bây giờ bảo bán lại ngày sau cũng chỉ ngang với con xe cỏ thôi, kiểu kiểu thế. Thì iPhone nó cũng tự tượng như vậy. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đây là cái phụ tùng xung quanh nó nhiều, cái cộng đồng xung quanh nó vẫn còn sử dụng những mẫu iPhone cũ rất là nhiều. Hay thậm chí các bạn mua những cái món linh kiện hao mòn theo thời gian như kiểu pin, màn hình chẳng hạn, thì sau này các bạn muốn thay nó vẫn sẽ có rất là nhiều. Thế mặt bằng chung á, khi chúng ta có đồ thay thì cái giá trị sử dụng những cái thiết bị đó được lâu hơn, kể từ đó cái giá mà chúng ta bán lại cũng lâu hơn, và nó cũng là một phần để tạo nên cái giá trị ban đầu của một cái iPhone có thể nói là nó sẽ cao hơn so sánh với những thiết bị Android cùng tầm. Ok, phải thêm từ đấy mà không anh em lại bắt bẻ. Tiếp, giá trị của một iPhone nó còn nằm ở cái chỗ góc nhìn của người mua nữa. Tức là sao? Thật ra mà nói thì nó cũng giống như là một cái món kiểu trang sức. Ví dụ như vợ mình thì rất là thích kim cương, nhưng mình thì mình chả quan tâm méo gì cả. Điều này đồng nghĩa là đối với mình nhá, thì cái viên kim cương đó nó chả có giá trị vẹo gì cả. Ok, đồng ý mình chỉ biết là nó 100 triệu, 200 triệu thôi, nhưng vợ mình thì lại thấy nó đẹp, vợ mình thích nó. Hay là những người chơi kim cương cũng sẽ như thế. Cũng giống như là mình chơi phím cơ. Đối với vợ mình thì phím cơ nó chỉ là một cái phím mà gõ ra chữ thôi, nó chả có một giá trị gì cả. Nhưng có những con phím của mình nó lên tới khoảng vài chục triệu. Thì cái quan trọng ở đây đó là gì? Đây là cái góc nhìn và cái người hiểu biết giá trị về cái thiết bị đó là như thế nào. Thì iPhone ở đây chúng ta bàn đến một cái câu chuyện, đó là những người đang dùng iPhone và sau này có ý định nâng cấp lên iPhone thì sẽ hiểu về những cái thứ mà nó mang lại, thì nó phù hợp với nhu cầu của người ta hay không, và phù hợp với cái số tiền người ta muốn bỏ ra hay là không. Mình lấy một cái ví dụ nhé. Nếu như ai đang dùng một cái iPhone 15 Pro Max này quay video để mà live stream hàng ngày với nó, thì mọi người sẽ hiểu là cái tính năng liên quan đến việc tối ưu ứng dụng đến từ cái camera, đặc biệt khi mà quay video, cái sự ổn định về cái frame hình, đúng không? Rồi thêm những yếu tố liên quan đến cái camera selfie đằng trước có autofocus này, nét tốt này, kết hợp với cái nhiều ứng dụng đến từ bên thứ ba để mà chúng ta có một hình ảnh vừa ổn định, vừa mượt mà hơn, vừa ngon hơn, thậm chí còn kết hợp thêm ví dụ như là micro thu âm cũng rất tốt nữa. Thì cái giá trị ở một cái iPhone để phục vụ cho công việc của người ta làm live stream liên tục, người ta làm live stream hàng ngày, nên cái iPhone nó đáp ứng cho người ta cực kỳ tốt. Thế nên cho dù nó đắt hơn so sánh với những cái điện thoại Android, nhưng nó giải quyết được công việc của người ta, thì giá trị của một cái iPhone đối với người ta nó sẽ tốt hơn so sánh với những chiếc điện thoại Android. Bởi vì cho dù Android có chụp tốt đến đâu chăng nữa, có những cái hệ thống camera xịn sò đỉnh cao đến đâu đi chăng nữa, mà nó không có khả năng live stream ngon được giống như iPhone, thì đối với người ta cũng vô nghĩa, đúng chưa? Hay mình lấy một cái ví dụ đơn giản, khi mà nói về quay video thì các bạn cũng biết là iPhone top 1 rồi. Nhưng các bạn có bao giờ để ý cái tính năng quay video ProRes không? Không, đúng không? Các bạn có để ý được cái tính năng đấy là chúng ta có thể quay video ở cái camera của con máy này, sau đó lưu trữ ra ngoài ổ cứng rời và dành cho những anh em dân media. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian để mà chép file, backup file, chuyển file các thứ này nọ, bởi vì họ đã có sẵn trên một cái ổ cứng rồi, cắm vào máy tính là edit được luôn. Đương nhiên những cái điện thoại Android khác có thể chụp ngon hơn, nhưng mà quay video lại ngon hơn được hay là không? Không hề, đúng không? Hay bây giờ mình nói về một cái yếu tố liên quan đến cái hệ điều hành đi. Một khi mà họ thích iOS, một khi mà họ muốn dùng iOS, thì bây giờ đưa cho người ta một cái điện thoại Android có xịn đến đâu đi chăng nữa, người ta không quen hệ điều hành, người ta không muốn dùng cái hệ điều hành đó, thì cũng vô nghĩa thôi. Thế rõ ràng lúc này cái giá trị nó còn nằm ở cái góc nhìn của người sử dụng nữa các bạn ạ. Ok chưa? Rồi, đến một cái yếu tố tiếp theo nữa này. Đó là cái giá trị về mặt thương hiệu. Ok, cái câu này thì hơi quá, nhưng mà đến bây giờ nhé, tại Việt Nam thì cái việc sử dụng một cái iPhone nó vẫn là một cái thứ gì đấy nó quen thuộc, và nó là một cái thứ gì đấy nó đúng nghĩa là gắn liền với hình ảnh của những người có tiền một chút xíu. Thật ra mà nói thì bây giờ nếu mà nói về việc hình ảnh của những người có tiền, mình thấy đi kèm với mấy cái điện thoại gập nó hoành tráng hơn. Z Fold 6 này, Oppo Find N3 này đều là những cái máy điện thoại có giá cao hơn rất nhiều so sánh với iPhone. Nhưng chúng ta nhìn thấy một bác nào đó lớn tuổi, có tiền, đi những con xe xịn, cầm một cái iPhone, nó dễ nhìn thấy hơn so sánh với việc đi một con xe đắt tiền có thể chục tỷ, hơn chục tỷ mà cầm một cái điện thoại Galaxy Z Fold hoặc là Oppo Find N3. Chắc là Z Fold thôi, chỗ Oppo Find N3 chắc hiếm lắm. Thì vấn đề ở chỗ đấy là gì? Nó gắn liền với hình ảnh thôi. Và những cái thứ gì đó nó gắn liền với những hình ảnh của những người có tiền thì ok, chúng ta vẫn có cái hiệu ứng đám đông, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là iPhone là thế này thế kia. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều, đấy là những món phụ kiện đi kèm iPhone thì nó đắt thật các bạn ạ. Cái này thì chúng ta không thể phủ nhận được đâu. Đắt dã man. Và mình nghĩ những cái đó nó vô tình nâng cái vị thế của những cái sản phẩm này lên. Tức là bây giờ chúng ta nhìn vào một iPhone đúng không? Các bạn search thử mấy cái giá của ốp lưng này, tai nghe này, của táo nhá, rồi xà cáp các thứ này, các bạn sẽ thấy cái mức giá đúng không? Cứ một trời vực so sánh với mấy cái điện thoại Android luôn đấy. Thì đúng nghĩa thì chúng ta cứ trêu nhau bảo là đồ cao cấp thì những thứ đi kèm nó cũng phải cao cấp, kiểu kiểu thế.
Chứ mình thấy nó chả giải quyết vấn đề gì nhiều. Nhưng mà đấy, cái góc nhìn này cũng là một thứ vui vẻ để các bạn có thể nhìn nhận vào mà thôi. Bản chất thì iPhone, tất cả những cái tính năng và tất cả những trải nghiệm của nó nhá, nó đều ở cái mức đấy là từ khá trở lên. Đương nhiên là vẫn có nhiều cái nó tệ. Mình lấy ví dụ như cái camera tele 5X của con 15 Pro Max này thì siêu tệ luôn. Nhưng mà không có nghĩa là nó tệ đến mức độ chúng ta không thể sử dụng được. Vẫn có những cái giá trị nhất định trong nhiều tình huống khác nhau khi các bạn chụp hình đi chơi ở bên ngoài. Trời nắng nè, nắng giáo các thứ mà chụp với 5X này thì cũng khá là ok. Rồi chúng ta vẫn có một thời lượng pin thực sự ấn tượng bên cạnh hệ điều hành, độ mượt mà ổn định hay là những tính năng cao cấp của nó mang lại. Vậy thì các bạn nghĩ sao về giá trị một iPhone, liệu nó có thực sự quá cao hay là không? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!